Tiếp tục phiên xét xử giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, sau phần đọc cáo trạng của đại diện Viện Kiểm sát, sáng nay hội đồng xét xử đã tiến hành việc xét hỏi đối với các bị cáo. Ở phần xét hỏi về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cáo trạng cũng như qua quá trình xét hỏi trực tiếp tại tòa đã cho thấy các bị cáo giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan. Cụ thể, các lãnh đạo công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát thông qua việc hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ nhằm thành lập các công ty ma để lừa đảo gần 36.000 nhà đầu tư mua trái phiếu, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng. Theo cáo trạng, đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trương Mỹ Lan đã họp cùng với các bị cáo là nhân sự chủ chốt tại SCB, gồm Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Tiến Thành, Hồ Bửu Phương để phát hành 25 mã trái phiếu khống với mục đích để tăng quy mô vốn, phát triển hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư và cơ cấu lại các khoản nợ. Tổng khối lượng 308 triệu trái phiếu có giá trị là 30.869 tỷ đồng. Tiếp tục phiên xét xử giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm. Sau phần thẩm tra lý lịch của hội đồng xét xử, chiều nay đại diện Viện Kiểm sát tiến hành công bố bản cáo trạng dài hơn 60 trang của vụ án. Trong vụ án này, Trương Mỹ Lan là một trong những bị cáo bị truy tố 3 tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Phần lớn người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Trong đó có công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt. Luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan kiến nghị hội đồng xét xử triệu tập bổ sung 3 đơn vị là Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng, Cục Quản lý Ngoại hối và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo hội đồng xét xử, tòa đã triệu tập đại diện 3 cơ quan này để tham gia phiên xét xử, song đại diện các cơ quan này không có mặt. Trong những ngày làm việc tiếp theo, nếu cần thiết, hội đồng xét xử sẽ tiếp tục triệu tập. Thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 người bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, phó chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương phát hành mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho trái chủ mà bị bà Lan và các đồng phạm đã sử dụng vào mục đích khác nhau, dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu. Ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới từ năm 2012 đến năm 2020, 23 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam trái quy định với tổng cộng số tiền là 4,5 tỷ đô la, tương đương là 106.000 tỷ đồng. Đối với tội rửa tiền, cáo buộc xác định 445 triệu tỷ đồng là số tiền được Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm dùng nhiều phương thức để cắt đứt dòng tiền do phạm tội mà có. Trong đó hơn 415.000 tỷ đồng là rút ruột từ SCB và 30.000 tỷ đồng là lừa đảo chiếm đoạt của nhà đầu tư thông qua phát hành trái phiếu. Ở giai đoạn 1, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Phiên tòa dự kiến sẽ xét xử trong vòng 1 tháng. Rạng sáng ngày 19 tháng 9, đầu cầu Ngòi Móng ở thành phố Hòa Bình bị đổ sập, đường nối vào cầu nứt toác. Thời điểm này không có người dân đi qua nên không gây thiệt hại về người. Cầu Ngòi Móng bắc qua con suối cùng tên tại km 0+250 trên đường tỉnh 445 nối phường Kỳ Sơn sang xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình. Cây cầu có chiều dài hơn 30m và rộng 4,5m, chiều cao tĩnh khoảng 10m, được xây dựng từ lâu bằng dầm thép chịu lực, không có trụ giữa, chỉ có hai mố cầu hai bên. Trên mặt cầu hai bên có lan can cứng bằng xi măng cốt thép. Đây là cây cầu dân sinh, chủ yếu phục vụ người dân và các phương tiện như là xe máy, ô tô con và xe tải nhỏ qua lại. Từ ngày 7 tháng 9, sau khi bão Yagi đổ bộ gây mưa lớn tại tỉnh Hòa Bình, Công an thành phố Hòa Bình đã cắm biển cảnh báo hạn chế các phương tiện lưu thông qua cầu. Do ảnh hưởng của mưa lũ, đường tỉnh 445 bị sạt lở ta luy âm, sụt lún nền mặt đường đoạn tuyến km 3+500, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình đã thông báo cấm toàn bộ phương tiện vận tải hành khách lưu thông trên tuyến km 3+500 đường tỉnh 445 cho đến khi khắc phục sửa chữa xong. Sau sắp nhập đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn đã và đang được tỉnh Nghệ An tập trung đôn đốc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư. Tuy nhiên hiện nay hàng loạt công trình kiên cố như là nhà văn hóa, trụ sở cơ quan chính quyền sau sáp nhập, chuyển nơi làm việc mới trên địa bàn Nghệ An đang rơi vào tình trạng bỏ hoang không sử dụng, gây lãng phí. Ghi nhận của phóng viên VTC. Khu nhà trường rộng rãi với cơ sở kiên cố. Tuy nhiên sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, trường mầm non xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên đang bị bỏ hoang lâu nay. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều trụ sở cơ quan, nhà văn hóa xóm dôi dư sau sáp nhập ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Thực trạng này, nếu không sớm có phương án xử lý, sẽ gây ra sự lãng phí, gây bức xúc trong nhân dân. Mong muốn của địa phương là sớm nó giải quyết được vấn đề này. Như vậy, một là để tạo cái ngân sách cho địa phương trong hoạt động xây dựng cái cơ sở vật chất ở cái địa điểm khác. Cái thứ hai là tuy nhiên nếu như mà chậm thì như vậy thì công tác bảo quản ở cái này là cũng là vấn đề khó khăn. Thì như vậy chính vì vậy là địa phương cũng đang thúc đẩy là phân công nhiệm vụ thúc đẩy về huyện, đề nghị huyện và tỉnh như vậy sớm có chủ trương để xử lý cái tài sản công dư 60 sạp nhập của xã. Sau sắp nhập đơn vị hành chính khối, xóm và cấp xã, giai đoạn 2019-2021, tỉnh Nghệ An có gần 4.500 cơ sở nhà đất phải sắp xếp xử lý. Tuy nhiên, do vướng mắc trong thủ tục hồ sơ, dẫn đến thực trạng nhiều cơ sở nhà đất dôi dư đang bỏ hoang lâu nay. Tại nhiều địa phương còn nảy sinh bất cập, vừa thừa vừa thiếu, cơ sở vật chất cho sinh hoạt khối, xóm sau sáp nhập. Năm 2021, thì đơn vị nghề hợp chúng tôi được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là đơn vị đã về đích nông thôn mới. Thì tất cả các cái cơ sở vật chất chúng tôi ở đấy đang đáp ứng được cái yêu cầu mong muốn là các cấp có thẩm quyền có một cái sớm có cái nghiên cứu để giải quyết cái sử dụng cái trụ sở này. Nếu mà để lâu thì không có người ở thì chắc chắn là một vài năm nó sẽ xuống cấp, lãng phí về tiền của nhân dân đầu tư xây dựng ở đấy. Thì có là 4 xã sáp nhập thành 2 xã thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo và ra soát dự kiến các cái phương án dối dư để trình thường vụ và trình sở xây dựng. Và huyện cũng đã nỗ lực và phối hợp tổ với sở xây dựng để sau này có các cái văn bản chỉ đạo hướng dẫn sở xây dựng thì huyện sẽ chỉ đạo làm khẩn trương để không để tình trạng là lãng phí tài sản. Tính đến cuối tháng 8/2024, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có 275 cơ sở, cơ quan hành chính công lập, trụ sở làm việc, nhà văn hóa, hội quán xóm dôi dư sau khi sáp nhập. Hiện nay, do không đảm bảo hồ sơ pháp lý nên nhiều phương án sắp xếp xử lý cơ sở nhà đất ở nhiều địa phương đề xuất không được chấp nhận. Rất nhiều cái vướng mắc về quy định của pháp luật cũng như là về mặt thủ tục hồ sơ. Ví dụ như các cái quy định của pháp luật thì các cái cơ sở nhà đất mà dối dư này thì phần lớn là cái mục đích sử dụng trước đó và các cái mục đích theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được duyệt thì không khớp với nhau, nên là không thể tổ chức gọi là bán đấu giá được. Theo Nghị định 102 của Chính phủ, cho phép các cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập chưa được xử lý sẽ được khai thác cho thuê tạm thời với thời hạn trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, về lâu dài sẽ không khỏi tránh được sự lãng phí nếu không có những giải pháp căn cơ phù hợp.